43. Lên trên hồ đi. Hôm nay tặng thêm cho bọn họ một vở kịch nữa. Rõ. Chỉ huy quan quân cộng đối diện nghe đây. Triệu lão tướng quân của chúng tôi hôm nay tiếp tục tặng kịch cho đại đoàn trưởng Lương. Triệu thị cô nhi. Sao ạ? Điếc à? Triệu thị cô nhi. Rõ. Tặng kịch hay cho đoàn trưởng Lương. Triệu thị cô nhi. Ca, cô xem Triệu Nguyên Canh sao cứ luôn tặng vở kịch này thế? Quan hệ của ông ấy vẫn ngu đáng, cũng không liên quan gì tới vở kịch Triệu thị cô nhi này mà. Anh đừng đoán mò. Kịch này đòi nói về con nhà lão Triệu. Nhỏ tiếng thôi. Tôi nói này, anh vẫn nên đi một chuyến, đến cửa Bắc đi. Bảo chiến sĩ doanh trại ở lại một nửa, nửa còn lại về nghe kịch. Thật không? Cậu không sợ Triệu Nguyên Canh nhân cơ hội đột phá dòng dây? Tôi đang thử xem Triệu Nguyên Canh có muốn chạy không. Thôi đi, thử vô dụng. Tám phần là trái tim sắt đá đó muốn chạy cũng chạy từ sớm rồi, hà tất gì phải đợi đến bây giờ chứ. Được, để tôi đi ngay. Đợi chút. Điều tất cả về nghe kịch. Triệu Nguyên Canh nếu thật sự muốn chạy, chúng ta sẽ không tốn một viên đạn nào đã vào thành được rồi. Ý kiến hay. Đợi chút. Thế này đi, tôi tới cửa Bắc, anh điều quân dự bị và chuẩn bị chiến đấu. Nếu như Triệu Nguyên Canh thực sự muốn chạy, chúng ta bắt sống hắn. Được. Toàn danh chú ý. Tất cả mọi người về xem kịch. Rõ. Đoàn trưởng, phải giữ lại mấy người trong pháo chứ. Không cần, tôi tự ở lại trong pháo là được. Đi đi. Rõ. Tiểu tử thối, ông đây tặng nó kịch hay như vậy nó không nghe. Chạy tới đây định giở trò gì vậy? Bọn họ giải tán hết rồi. Đi đi. Nói không chừng đang giấu một quân danh ở đâu đó, đợi chúng ta mắc bẫy. Tiêu tướng, cậu nói xem tiểu tử này có phải đã xem kế giường không nhà trống hôm qua tôi gửi tới nên học theo không? Tiểu tử thối này học cũng nhanh đấy. Mẹ, sao mẹ không xem kịch? Không có gì hay. Con viết thư cho ông ấy đi. Cho ai? Đừng giả vờ nghe ngô với mẹ. Viết thư cho Triệu Nguyên Canh. Thư con viết, mẹ không tin ông ấy không đọc. Xong chưa? Xong rồi. Hai vở kịch mà ông tặng. Đợi chút. Thư viết cho ai đây? Phải gọi tên chứ. Tên gọi. Anh gọi ông ấy là gì? Lão Triệu. Đây là thư mà Ngưu Đán đoàn trưởng viết cho ông. Chữ viết cũng đẹp đấy. Không phải nói viết phải không?
Không phải, thằng bé nói, con dâu Nhã Cầm của tôi giết thay. Lời đọc, đọc đi. Lão Triệu, dừng. Tiểu tử thối, đúng là làm khó nó. Nghĩ ra được tên gọi như thế này, Lão Triệu. Cũng hay, chưa từng có người dám gọi tôi như vậy. Tiếp tục đọc. Hai vở kịch ông tặng, cảm ơn nhé. Trước đây chưa từng nghe kịch, lúc mới đầu nghe không hiểu, sau đó mời vị tiên sinh giảng giải giúp. Hiểu rồi. Cốt truyện cũng được đấy, nhưng mà toàn nói về câu chuyện của Đế Dương. Điều này thì không ổn. Không chỉ riêng tôi cảm thấy không hay, các chiến sĩ cũng cảm thấy khi bằng tuyên truyền kịch của quân đội diễn. Đương nhiên tôi thừa nhận cũng có người rất thích nghe. Ví dụ như phó đoàn trưởng của tôi, từ nhỏ anh ấy đã mê nghe kịch. Còn có rất nhiều người nói kịch mà đoàn hát lớn như vậy diễn, bọn họ chưa từng được nghe bao giờ. Ông đã tặng hai vở kịch rồi, nhưng tôi mới chỉ tặng một vở kịch thôi. Chuyện này không hay lắm. Nếu như ông đồng ý, tôi muốn mời ông xem vở kịch mà tôi thích nhất, ca kịch Bạch Mao Nữ. Chuyện kể về nhân dân, những con người sống dưới đáy xã hội. Bạch Mao Nữ, đã từng nghe rồi. Cộng sản đảng đúng là giỏi dở chiêu này, luôn thích bịa ra những câu chuyện cổ vũ người nghèo khổ mù quáng nghe. Bảo nó tặng đến tôi xem. Ông muốn tôi chuyển lời sao? Ừ. Như vậy thì không hay. Người ta là lương đoàn trưởng, đã viết thư cho ông mà. Chỉ một câu thôi mà còn muốn tôi viết thành thư. Ông nói xem. Mẹ, mẹ về rồi. Thư ông ấy viết cho con. Chỉ có mấy chữ thế này sao? Thư viết gì vậy mẹ? Bốn chữ này mẹ nhận ra là đưa đến tôi xem. Lão Triệu này, đến cả tên gọi cũng không viết sao? Lương đoàn trưởng tặng kịch cho Triệu lão tướng quân, ca kịch Bạch Mao Nữ. Quân lính ngoài thành nghe đây, Triệu lão tướng quân tặng kịch cho lương đoàn trưởng Ngọc Đường Xuân. Lương đoàn trưởng tặng kịch cho Triệu lão tướng quân Ương ca kịch Huynh đệ khai quang. Triệu lão tướng quân tặng kịch cho lương đoàn trưởng Trác Mỹ Án. Tặng kịch cho Triệu lão tướng quân Phu Thê Nhận Tự. Triệu Nguyên Canh tặng kịch cho lương đoàn trưởng Kim Ngọc Nô, Tam Xá Khẩu, Lưu Hồ Lan. Lại tặng Triệu Thị Cô Nhi một lần nữa. Mười ngày, Triệu Nguyên Canh tặng 8 vở kịch đến, viết 6 bức thư. Nhưng trong 6 bức thư này, không thể xác định được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nhưng thời hạn 10 ngày cũng tới rồi. Thủ trưởng, trinh sát tôi phái đi đã điều tra được binh lực và sắp xếp trong thành rồi. Chúng ta cũng có điều chỉnh tương ứng với chiến lược sắp xếp. Tôi tuyệt đối chắc chắn trong vòng 20 ngày có thể chiếm được thành.
Nghe nói trang bị họ rất tốt, đạn dược cũng rất đầy đủ. Đúng, quả thật là sẽ có thương vong lớn. Nhưng chúng ta đã làm tốt chuẩn bị cho chiến tranh trực diện rồi. Chúng ta không thể vì một tòa thành mà làm ảnh hưởng tới chiến lược toàn quốc. Xem ra chỉ có thể đánh thôi. Cậu thấy khi nào đánh là thích hợp? Dạo gần đây trong ngoài thành đưa thư ra ngoài, hẳn là lúc bọn họ lơ là nhất. Muốn đánh thì chính là hôm nay. Thế nào? Ngày nào cũng như vậy, uể oải lười biếng, chẳng giống bộ dạng chuẩn bị đánh nhau. Tám phần là đang đợi ngày tặng kịch. Không được đắc ý. Đã 10 ngày rồi. Tên tiểu tử đó khí huyết dồi dào, ta không tin nó có thể chịu được qua 10 ngày. Lão tướng quân, hôm nay là ngày tốt của ngài đó. Cái gì mà ngày tốt chứ? Giữ không chắc ngày này năm sau chính là ngày giỗ của tôi đấy. Nói với các anh em, hôm nay phải giật dậy tinh thần. Tôi đoán quân cộng sản sẽ ra tay vào hôm nay. Rõ. Được, tôi đồng ý. Thời gian tổng công quyết định là 7 giờ tối nay. Được, trời vừa tối chúng ta sẽ bắn pháo đột phá từ cửa bắc. Không được. Mẹ, con và thủ trưởng đang họp, sao mẹ nghe trộm chứ? Xin lỗi thủ trưởng, không thể đánh hôm nay. Mẹ, mẹ ra ngoài trước đi. Thủ trưởng, tôi có lời muốn nói với anh. Đồng chí Thiết Lê Hoa, đồng chí càng ngày càng không có quy tắc. Nếu như đồng chí còn không ra ngoài, tôi bảo cảnh vệ bắt đồng chí ra ngoài. Lương đoàn trưởng, tính khí cũng ghê đó, đến cả mẹ mình cũng muốn bắt sao? Thủ trưởng, tôi có lời muốn nói với anh. Chỉ một câu thôi, nói đi. Lương đoàn trưởng, cậu ra ngoài trước đi. Thủ trưởng, ra ngoài. Thiếm Lê Hoa, nói đi. Thủ trưởng, hôm nay là ngày vui của Triệu Nguyên Canh, ngày mừng thọ 70 tuổi. Thủ trưởng, kế hoạch công thành hủy bỏ, lùi sang sáng mai. Hôm nay đồng chí Thiết Lê Hoa sẽ lãnh đạo. Cái gì? Phục tùng mệnh lệnh. Thời hạn 10 ngày vẫn chưa đến. Hôm nay là ngày cuối cùng. Đồng chí Lương Ngu Đáng, cậu vẫn còn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ mà thủ trưởng quân giả chiến giao cho cậu. Nhớ rõ, nghe lời mẹ cậu. Chúng ta đi. Sư đoàn trưởng Phùng bảo con nghe theo lệnh mẹ. Mẹ nói đi, muốn con làm gì? Cắt tóc đi. Cắt tóc. Mẹ, hôm nay là ngày vui của ông ấy, ngày mừng thọ 70 tuổi. Sao mẹ biết? Sao mẹ lại không biết? Chúng ta chuẩn bị quà mừng thọ cho mấy. Chúng ta có quà gì mà tặng chứ? Món quà này không đáng giá lắm. Ông ấy không lo ăn, không lo mặc, không lo thiếu kịch xem. Cho nên mẹ mới bảo Lương đoàn trưởng cắt tóc đó. Đừng cử động. Trong thành nghe đây, hôm nay là ngày mừng thọ của Triệu lão tướng quân. Lương đoàn trưởng muốn tặng một món quà, mong mọi người giơ cao nòng súng, cẩn thận cướp cò. Triệu lão tướng quân đón sinh nhật, hôm nay là ngày mấy? Là mùng 9. Hôm nay đúng là sinh nhật thật. Nhanh lên, giơ cao nòng súng.
Nếu như thật sự có thể khuyên Triệu Nguyên Canh đầu hàng, sẽ giảm thiểu được thương vong của hai bên, bớt một người chết là thành toàn được cho một gia đình. Tặng quà cho tôi. Đúng, chính là hét như vậy. Hiếu thuận. Kinh Kha hành thích Tần Dương, muốn bắt tặc phải bắt vua trước mà. Dù sao muốn tên nhóc này nhận tổ quy tông là điều không thể. Mặc kệ là tặng quà gì, giữ quà lại, người không gặp. Rõ. Dừng. Chúng tôi đến tặng quà. Tại mấy người biết không nghe thấy gì sao? Nhà lão Triệu quy tắc thế nào vậy? Tiếp đón khách như thế sao? Tên ăn mày thối. Triệu lão tướng quân có lệnh, quà để lại, không tiếp khách. Đứng lại. Tôi nói rồi, Triệu lão tướng quân hôm nay không tiếp khách. Cậu cũng nói rồi, để quà lại. Quà chúng tôi tặng phải làm tận nơi. Cậu phải để chúng tôi làm xong mới đi chứ. Đừng đứng đó giơ súng nữa. Mấy người chúng tôi đều trải qua rừng súng mưa đạn rồi, không sợ mấy cái đó đâu. Nhanh lên, gọi các anh em đánh giúp đi. Mau chuyển đồ vào trong sân đi. Giúp đi chứ. Thơm không? Là thịt mà đoàn trưởng tôi đích thân hầm đấy. Mẹ tôi nói rất đúng. Đừng cứ cầm súng nhắm vào chúng tôi. Chuyện này nếu như mà truyền ra ngoài, Triệu lão tướng quân làm gì còn mặt mũi nào nữa. Tiêu Tứ tôi mặc dù đã mấy chục tuổi rồi, nhưng trí nhớ rất tốt. Cậu chính là thích khách 5 năm trước đó. Người khác có thể không phòng, nhưng cậu thì tôi không phòng không được. Giả Cầm, em còn nhớ 5 năm trước trên người anh có một vết đạn không? Chính là chú kia bắn đó. Không phải tôi, là thủ hạ của tôi bắn. Bắn tên trộm còn cần tôi ra tay sao? Đúng, ông không bắn trúng. Con gái của Trương Cát An, tôi cũng nhớ cô. Năm đó chính là cô giả làm tân nương, đưa tên thích khách này ra khỏi thành. Đáng tiếc khi ông tháo khăn che đầu của tôi lại không nhận ra. Nhã Cầm, sao có thể nói thế chứ? Năm đó nếu không nhờ ông chú này, ấy chúng ta ngồi kiệu qua, chúng ta cũng không thể trở thành vợ chồng, đúng không? Sau này ông cũng coi như là bà mối của chúng tôi rồi. Ngưu Đáng, mày đã làm xong chưa? Đừng đứng đó đấu võ mồm nữa, mau làm việc đi. Vâng.
Hai mẹ con này định làm gì đây chứ? Không biết đang muốn làm gì đây. Ngưu Đáng, nước sôi rồi, đến đây. Lão gia, lão gia, nhiều súng như vậy, đừng đi qua đó, cẩn thận súng cướp cò. Mẹ, mau đi, chúng ta đi mau đi. Mẹ, sao vậy? Mấy năm không làm việc rồi, tay cũng không còn chuẩn nữa à? Không phải bảo con là một bát mì sao? Có chuẩn. Bát này là quà mừng. Bát đó còn có chỗ dùng đến. Con trai ngoan, nên làm mà. Nhã Cầm, cho anh một cái bát. Lão tướng quân nói rồi, quà có thể để lại, không tiếp khách. Tiêu Tứ, cậu có thân phận gì? Tôi có thân phận gì? Mì cậu mang vào và mì tôi mang vào giống nhau được sao? Cút đi. Thơm quá, bưng qua đây. Nhưng lúc còn nóng, ăn đi. Nước ngon, thơm. Mì chín tới, thơm, ngon lắm. Nếu như có thêm bát giấm thì tốt. Để tôi lấy cho ông. Được. Lão gia, chúng ta ăn mì thôi. Đưa cho tôi. Người khác đưa ông ấy không ăn đâu. Không, để tôi. Mì thật thơm. Thơm lắm. Nhưng lúc còn nóng ăn đi. Ông nếm một miếng đi. Nếm một miếng. Hey.
Ngon đúng không? Lão gia, là tôi có lỗi với ông. Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn chưa làm tròn đạo hiếu với ông. Tôi là con rể của ông, ông là cha vợ của tôi. Cha vợ, ông ấy nghe hiểu rồi. Cha vợ à, cha vợ, cha vợ. Tôi thấy bà già thật rồi, tôi sắp ăn hết rồi. Bà mới mang giấm đến. Ông ăn nhanh quá, trách tôi sao? Mì con trai nấu ăn ngon quá. Tôi nói con trai cũng thật là, nếu như không làm đoàn trưởng có thể làm đầu bếp giỏi đó. Ông có muốn ăn giấm không? Có, nào. Thêm nữa, thêm một chút nữa đi. Thật là, tuyệt. Ngon lắm. Thoải mái quá. Tuyệt vời. Được rồi, quà của bà và con trai coi như đã mang tới. Về đi. Ông đang chặn miệng tôi sao? Còn có gì muốn nói à? Trong lòng ông rõ nhất. Biết rồi thì không cần nói. Về đi, tôi không đi. Tôi và Ngưu Đán mang theo nhiệm vụ tới. Không hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi không đi. Nhiệm vụ của ai? Của Cộng sản đảng sao? Đừng cứ được đằng chân lân đằng đầu. Được, ông bắn chết tôi đi, cũng coi như là tôi hoàn thành nhiệm vụ. Được, vậy tôi nghe bà. Triệu Nguyên Canh, cả đời này ông sống không ổn. Cánh tay nhanh hơn ngựa, nắm đấm mạnh hơn người. Cả đời anh hùng, sao mới đến 70 tuổi lại hồ đồ như vậy chứ? Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Ông không thấy ông đang đối nghịch với trời sao? Ông chưa nhìn thấy bộ dáng khu giải phóng vui vẻ ngập trời. Nhân dân hoan nghênh giải phóng quân là thành tâm thành ý. Khi giải phóng quân đi qua, nhân dân giết lợn mổ gà là thật lòng vui vẻ. Không giống như kinh quân hưởng các ông đi qua, mọi người tìm mọi cách giấu lương thực của mình đi.
Tôi không phải vì cứu một mình ông. Tôi vì muốn cứu nhân dân toàn thành, còn cả những người anh em cùng chiến đấu với ông. Một khi khai chiến, lại có biết bao nhiêu người chết. Bớt một người chết là có thể thành toàn cho một gia đình. Nghĩ đến cơ nghiệp này đi. Phòng ốc nhiều biết bao, phòng ốc rộng biết bao, chẳng phải là cơ nghiệp mà ông khổ tâm cả đời đổi lấy sao? Bom đạn không có mắt, nói nổ là nổ tất. Nếu như lão phu nhân còn sống, có nỡ để sản nghiệp này bị hủy hay không? Tôi hiểu, ông muốn liều mạng. Ông sợ thua. Sợ thua giải phóng, sợ thua ngu đáng. Nhưng tôi nói ông nghe, nếu như ông không đầu hàng, ngu đáng mãi mãi sẽ không nhận người cha như ông. Tôi thấy tiếc cho ông. Tiếc cho ông cả đời bá đạo. Đến tuổi 70, cả một người thân bên cạnh cũng không có. Một đại gia đình như vậy, hết người này tới người khác đều bị ông hại chết. Cả đời ông đã hại biết bao nhiêu người rồi, bây giờ ông còn muốn hại chết mọi người trong thành sao? Ông xuống chỗ Diêm Vương, Diêm Vương cũng sẽ đày ông xuống 18 tầng địa ngục. Ra ngoài. Tôi không đi. Được. Kịch của Cộng sản Đảng cũng xem không ít. Bây giờ nó lưu loát hơn trước rất nhiều. Ông đây suýt nữa lung lay rồi. Vậy ông mau hạ lệnh, đừng đánh nữa. Đánh nhau sẽ có người chết. Cả nước sắp giải phóng rồi, còn đánh cái gì nữa? Ra ngoài. Cút đi. Tôi không đi. Ông bắn đi. Dù sao nếu ông thành tâm muốn hại chết mọi người trong thành, còn cả những anh em chiến đấu cùng ông, thì ông bắt đầu từ tôi đi. Tôi không hạ thủ được. Tôi không giết bà. 25 năm rồi, không bắn được phát súng này. Nhưng phát súng hôm nay tôi nhất định phải bắn, bởi vì tôi là một quân nhân. Đừng. Bà nghe đây, 6 phát đạn tôi đã lên 5. Phát súng này mà không trúng, coi như tôi mệnh lắm. Cũng coi như xứng đáng với con trai tôi, xứng đáng với bát mì của nó. Ông hà tất phải khổ như vậy? Bà nghe kỹ cho tôi, đàn bà thối. Ngựa ông đây cưỡi cả một đời, súng ông đây bắn cả một đời, để bà nói hai câu đầu hàng. Nằm mơ đi. Ông không được chết. Nếu như ông chết, các anh em của ông nhất định sẽ khai chiến giải phóng quân. Chuyện đó ông đây không lo được. Ông không được chết. Nguyên Canh, gọi tôi là gì? Nếu như chết, tôi sẽ chết cùng ông. Phụng Nhi, Triệu Nguyên Canh cả đời này bên cạnh có biết bao nhiêu đàn bà. Người không muốn theo tôi nhất chính là bà. Nhưng đến cuối cùng, người đi cùng tôi vẫn là bà. Trượng Nghĩa, mẹ, tránh ra. Mẹ không sao. Đây là ông trời muốn diệt tôi. Nếu như phát súng này
nhắm vào đầu của tôi. Đầu tôi đã nở hoa rồi. Tôi mà chết thì thuộc hạ của tôi sẽ bắn bà và con trai tôi. Hai quân sẽ khai chiến, dân dân sẽ đổ máu thành sông. Chính là vì tôi không đáng, không đáng. Phụng Nhi, Từ Phụng Chí, Thiết Lê Hoa, Triệu Nguyên Canh 25 năm trước là một chuyện có lỗi duy nhất, chính là lấy bà vào Triệu gia này. Tiêu tướng, có thông báo cho toàn đội buông vũ khí, hoan nghênh giải phóng quân. Bộ đội của Ngô Đán vào thành. Rõ. Mẹ, tiểu tử thối, mì làm ngon lắm. Giơ tay ra, nắm tay với tôi. Ngu đáng, tiểu tử thối, chính già yêu trẻ, cậu không hiểu sao? Đi, cùng tôi đi xem bộ đội của cậu có những trang bị gì. Tôi dìu ông đi. Nhiều à? Nhiều. Đi. Báo cáo lão tướng quân, bà Năm đi rồi. Mẹ tôi đi đâu rồi? Cùng tên ăn mày đi Nam Thành rồi. Chuẩn bị ngựa. Rõ. Nhanh. Dừng. Là mẹ tôi. Không đuổi nữa. Tính khí của mẹ cậu tôi biết. Nếu như bà ấy có ý muốn đi, ngựa cũng kéo không lại đâu. Thiết ca ca, chúng ta đi đâu đây? Lão Hổ Sơn. Trên núi nhiều đất hoang như vậy, đều là nơi tốt, trồng gì được đó. Đi.